Xin chào anh em, với sáng nay vừa về hai chiếc G số 3, hôm nay lên sóng báo giá cả showroom cho anh em. Chúng ta có một chiếc G số 3 đời 21 màu cát sa mạc, lăn bánh 40.000 km, tầm tiền hơn 9 tỷ. Chiếc G số 3 lên full Brabus màu đen bóng, nội thất màu kem Hermès. Chiếc này Long có mức giá sẽ vào khoảng hơn 10 tỷ đồng anh em nhé. Xe lăn bánh gần 14.000 km, xe rất mới và là một trong những chiếc độ đẹp nhất Việt Nam. Một số mẫu xe SUV gầm cao chúng ta cùng nhau tham khảo thêm nhé. Một chiếc GLC 300 đời 22 bản V1 rồi, màu trắng mang ngoại thất màu đen, nội thất màu đen. Chiếc này đã lăn bánh 35.000 km và tầm tiền vào khoảng loanh quanh 2 tỷ đồng. Chiếc Porsche Cayenne bản Coupe rất hiếm trên thị trường. Chiếc này sản xuất 21, lăn bánh 43.000 km, màu trắng, nội thất màu nâu. Tầm tiền để anh em sở hữu vào khoảng hơn 5 tỷ đồng anh em nhé. Vẫn là GLC 300 nhưng mang ngoại thất màu đỏ và nội thất màu kem, lăn bánh 4.000 km. Chiếc này sản xuất 2021 và có tầm tiền rất hợp lý vào khoảng hơn 1.8 tỷ. Ở phía cuối chúng ta có một số siêu phẩm rất đẹp, chúng ta đi theo Long nhé. Một cặp Bentley Long vẫn còn, chúng ta có một chiếc Bentley phiên bản Bentayga sản xuất 21 và chiếc này là bản First Edition 1, lăn bánh 4.000 km, mang màu ngoại thất màu ruby và nội thất màu nâu. Chiếc này cả ra tiền lăn bánh cho anh em vào khoảng gần 15 đồng. Một chiếc Bentley bản mới, thế hệ mới nhất, Bentley Bentayga bản Azure, sản xuất 2023 và đây là chiếc xe mới 100%. Chúng ta mà đặt rất lâu mới có được một chiếc SUV và đẹp như thế này. Chiếc này mang màu ngoại thất là đen pha lê và nội thất là màu nâu, phiên bản 4 ghế. Chiếc này Long bán với mức giá vào khoảng hơn 20 tỷ đồng. Một mẫu xe cực kỳ hiếm và chung là rất là hiếm trên thị trường. Còn sót lại chiếc Lăng LC 300 sản xuất 2021 và lăn bánh lần đầu là cuối năm 2022. Chiếc này nhập khẩu nguyên chiếc từ Dubai, rất đẹp, mang màu ngoại thất màu trắng ca may và nội thất là màu nâu. Và đặc biệt đây là phiên bản MBS 4 ghế, được độ nguyên bản ở bên nước ngoài luôn. Chiếc này thì đang có mức giá sẽ vào khoảng hơn 7 đồng. Đó, chiếc cuối cùng là chúng ta cùng nhau xem, đó là một chiếc SUV SUV 7 chỗ sản xuất 2021, một chiếc Defender X màu xám bạc và nội thất là màu nâu. Chiếc này lăn bánh 34.000 km và có tầm tiền loanh quanh 5 tỷ đồng. Tất cả những mẫu xe của Long vừa chia sẻ với anh em đều nguyên bản, không đụng va chạm ngập nước. Anh em quan tâm hoặc đổi các xe thì liên hệ với Long nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.